Đây bàn này các bạn ơi. 15 triệu. Sư sở. Chú này nữa. Chú này 5 triệu thôi. Mở quá. Anh muốn liên hệ ấy. 5 triệu đó. Nước mổ không ạ? Sẽ dành đồ ăn của hai người. Nói chung là mình dành thường lại xíu nữa là. Nước đồ ăn ở dưới à? Ê. Ăn gà à? Để đi qua sau con kia nhá. Chú này 15 triệu này. Nó mổ phát thôi rồi. 15 triệu nhá. Ai mua liên hệ ấy. Ai mua liên hệ đây. Cửa hàng này. Giới thiệu cửa hàng nhá. Giới thiệu cửa hàng luôn. 60 cái trục trực nhá. Liên hệ anh này này. Nếu gì xin số điện thoại luôn sẽ lưu ở dưới các bạn, nếu mà ai thiện chí mua liên hệ. 0905. Trời, tí nữa mình lấy số. Con này 15 triệu nhá. Con này đẹp lắm. Các bạn xem này. Cực đẹp luôn. Ai mà hứng thú về lưu chim đại bàng thì liên hệ. Đây đại bàng sao này có 5 triệu. Con này gọi là ưng, giống ưng đen. Giống ưng đen các bạn nhá. Ở đây giới thiệu với các bạn con chim đấy, con cắt. Con này mấy triệu? 1 triệu. Con này 1 triệu thôi. Con này ăn gì em? Ăn mặn mặn ăn nhiều đi ạ. À. Đồ gà đồ. Em ơi, chim đẹp gì sao nữa. Con này có 1 triệu thôi, ai hứng thú mua lùi chim này. Con này thuần cho em. Dạ, con này thuần được. Em không có bổ nữa. Không, giờ tích cực luôn. Đã gì các bạn này. Thử cầm tí. Đó, các bạn theo này, đẹp không? Đó. Nhìn đây. Rồi, bước sang bước về đi. Ừ, cảm ơn nhé. Con này đẹp này. Con này thì đẹp. Chú này vẫn là xinh nhất. Tại đây cũng giá 15 triệu đó. Đã ấy. Thì sợ chứ. Rồi, mời anh cho anh chủ hàng đọc số điện thoại cái. Dạ, 0905 anh, 918-757. 0905 918-757. 918-757. Dạ. Anh tên gì nhỉ? Mạnh anh. Anh Mạnh. Ai có hứng thú mua liên hệ nhỉ? Tôi cảm ơn anh nhé. Mình sẽ cố gắng, nếu mà ai mua thì giới thiệu lên cho. Ui, nó ăn thịt à? Ăn thịt sống à? Con này đẹp lắm các bạn. Ba chú ở nhà hiện tại có ba chú con cắt cái rẻ này. Con này rẻ này. Con này có triệu rồi, chơi vui này. Chú săn bắt thì vui lắm. Cảm ơn mọi người nhé.